Xin chào Nam và toàn thể quý gia đình. Em tên là Minh Nguyễn, bên em sẽ phát đại diện công ty phát triển kinh doanh ngữ ESG, English Skills Development Company. Đây là một cái video clip để thông báo cho toàn thể quý gia đình về cái tình hình học vừa qua của Nam và những cái sự mong đợi và kỳ vọng của bên em đối với Nam. Thì bên em biết rằng là gia đình của mình đang đợi giấy tờ để đi Mỹ, đi nước ngoài. Nhưng mà trong cái mùa dịch vừa qua và toàn thể bên thế giới của mình đang chiến đấu với COVID-19, thì hiện trạng là Nam của mình có thể sử dụng cái khoảng thời gian này để mình đi khai thác những cái bằng Cambridge của quốc tế. Thì đối với anh chị cũng nắm được đó, là bằng Cambridge là một trong những cái bằng mà hot nhất ở trên thị trường, tại vì thứ nhất là nó hot, là nó là chuẩn từ xưa đến giờ. Cái thứ hai nữa là cái nền tảng của nó được xây dựng rất là chắc chắn, thì nó là khung tham chiếu của cộng đồng châu Âu, mà nó đi từ dưới lên, nó đi từ những cái bé nhỏ mà từ mẫu giáo lên tới đến những cái người học đại học. Thì bên em đã tham một cái ý kiến của Nam, nhưng mà do là độ tuổi của Nam còn nhỏ, và cái thứ hai nữa là do Nam chưa có va chạm quá nhiều, giống như những cái bạn mà cùng tuổi với Nam nhưng mà va chạm khá nhiều, thì những cái bạn đó là đã nắm rất là nhiều thứ. Và đây là một số bạn mà của Nam đã lấy được cái bằng TOEFL, và tổng điểm của TOEFL Junior và TOEFL Primary, tổng điểm của các bạn đang lấy được là 700 đến 800 điểm, trên 900 điểm. Và đối với Nam thì bên em đã nhắn Nam, nhưng mà Nam vẫn chưa có một cái động tĩnh gì cả. Cái thứ nhất là anh chàng của mình sợ, cái thứ hai là cái khoảng thời gian mà anh chàng học tiếng Anh của mình rất là ngắn, và cái thứ ba nữa anh chàng của mình là đang sắp xếp lại toàn bộ mọi thứ trong cuộc sống để hoàn toàn và đầu tư về cái phần học vấn tiếng Anh. Thì bên em không kỳ vọng về cái gọi là cái phần mà tăng chi phí hoặc là giảm chi phí. Bên em chỉ có cái là giữ chuẩn những cái gì bên em đã báo giá với anh chị, bên em vẫn giữ chuẩn. Chỉ có một cái là bên em muốn một cái gì đó mà thực sự thiết thực, thực sự có giá trị. Khi mà Nam đang ở Việt Nam và chuẩn bị hành lý để đi nước ngoài, ngay khi mà COVID-19 hết và ngay khi mà toàn bộ quốc tế mở cửa bay, thì hiện trạng là đây là cái khung mặt cộng đồng châu Âu mà bên em cần gia đình xem qua, để hy vọng gia đình và Nam ngồi xuống và bàn luận lại với nhau để Nam có một cái bước chuyển gì đó, có một cái bước tiến gì đó mà khác biệt hoàn toàn, và nó rất là có giá trị để Nam về sau Nam có thể phát ra bản thân. Tại Nam rất là thông minh và cái thằng bé rất là túng tú và sáng sủa. Như thế là nếu mà bỏ qua như thế này, chỉ mà học bình thường như thế này thì quá phí phạm, nó không đúng với quy trình mà công ty của bên em đang đầu tư, đang khai phá trên thị trường. Tại vì đối với mùa dịch này, bên em toàn bộ không bị ảnh hưởng bất cứ cái gì cả, bên em vẫn chuyển bình thường và vẫn gọi là đơn hàng vẫn tăng lên như bình thường, không bị bất cứ cái gì cả. Do là cái chương trình của bên em đang sử dụng là phần biểu đồ tư duy dạy kèm theo online, bên em không có cái dạng mà bên giáo viên gọi điện mà học viên bắt máy lên và hai bên mà nói chuyện với nhau một cách là gọi là nói chuyện và face call như thế này, không có. Bên em không có dạng đó, bên em là biểu đồ tư duy gọi là full như một màn hình mà bên em chỉ hiển thị rõ một cấp nhỏ như thế thôi. Thì nó đang rất là phát triển và hiện tại là mấy bạn học rất là hiệu quả. Do đó những cái bản tỉnh hiện tại bây giờ từ các bạn Nam đã lấy được những cái bằng TOEFL và IELTS, thì bên em đặt sống hỏi lại tại sao Nam của mình không khai phá như thế. Tại vì Nam đang là một cái khách hàng quý, những cái khách hàng mà gọi là bên gọi là bên em chuyên khách hàng. Và hiện tại hiện trạng là bên em muốn Nam học phá hơn, muốn Nam giỏi hơn. Tại vì bé đã giữ được một môn là môn bóng rổ rồi, thì hiện trạng những cái thứ là bé sẽ gọi là Nam của mình là sẽ Nam có được và chinh phục được nhiều thứ lắm. Cho đó là gia đình hãy xem xét lại và hãy cùng Nam suy nghĩ lại về cái phần này giúp bên em với. Và bây giờ bên em xin phép share screen là chia sẻ màn hình để đi vào chuẩn về cái phần mà cái khung chương trình học của mình là nó như thế nào. Thì đây là cái gọi là cái khung chương trình chuẩn của cộng đồng châu Âu, và bằng Cambridge là một trong những cái văn bằng gọi là được toàn bộ quốc tế chấp nhận, mình đi nước nào người ta cũng chấp nhận. Thì cái bằng mà là cái bằng mà em của anh họ của Nam đã lấy là bằng Movers, là cái bằng này nó không có giá trị gì cả. Mà cái việc mà được chấp nhận vô những cái trường mà tiểu học hoặc là cấp một của quốc tế trên toàn cầu hoặc ở Việt Nam của mình, còn những một trong những cái văn bằng mà từ nhỏ lên mà có giá trị như là một cái bằng quốc tế xuất khẩu lao động là bằng Great Cambridge. Bằng Great Cambridge như là bằng quốc tế xuất khẩu lao động phổ thông loại nhẹ, không phải là bút vác, không phải là sợ hồ này nọ, mà chỉ là đứng trong những cái nông trại mà hái quả này nọ, mà có giao tiếp với khách hàng nước ngoài, hoặc là đứng trong những cái chuỗi nhà máy mà mình làm việc, mà mình giám sát máy móc nhưng mà mình có giao tiếp bằng tiếng Anh, thì người ta đang cần bằng Cambridge là bằng quốc tế lao động
khẩu phổ thông loại nhẹ. Và cách thứ hai, khi mà học lực A2 này rồi, nam hiện trạng lấy được bằng cách Cambridge, lấy được, nhưng mà con cái bé không chịu, bé chưa gọi là bé đưa hình cho em mà quá chậm cái thời gian mà bên em đăng ký cho năm 2020 này. Và tiếp theo là bằng cách Cambridge là bằng B1, thì lên được bằng B1 được xem như là bằng quốc tế lao động xuất khẩu mà sử dụng trí tuệ khi làm việc tại nhà hàng, khách sạn, công ty, doanh nghiệp lớn, công ty vừa và nhỏ, và gọi là có cấp bậc thấp hơn, giống như nhân viên marketing, nhân viên sales, nhân viên thiết kế, gọi là những cái cấp bậc nhân viên hoặc là những cái cấp bậc lên cao nữa là bằng cấp bậc giám sát. Thì đối với bằng PES là như thế. Rồi lên tiếp theo là bằng PES là bằng B2. B2 được xem như là một trong những cái văn bằng được gọi là chạm ở thị trường Việt Nam mình, vào sư phạm để sẵn sàng cấp 1, cấp 2, cấp 3 cao đẳng đại học thì người ta đang cần bằng B2. Thì ở đây bằng FCE này được xem như bằng quốc tế xuất khẩu lao động trí tuệ. Và ở đây là mình chỉ sử dụng đầu óc mình làm việc giống như bằng PES nhưng mà cấp bậc cao hơn, quản lý, phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc. Thì ở đây là bằng FCE. Tại vì bằng FCE là bằng B2 rất là hot trên thị trường, và nó chỉ đứng sau cái bằng C1 là bằng cao cấp trong tiếng Anh là bằng CAE. Đối với cái khung học Cambridge là cái khung chuẩn của cộng đồng châu Âu mà tất cả những cái trường quốc tế ở Việt Nam mình nó đang áp dụng để nó giảng dạy, mà nó không đưa ra được cái đầu ra nhiều tại vì nó chỉ chuyên về giảng dạy phổ thông. Còn đối với cái phần mà đẩy những cái đầu ra mà của Cambridge thì nó không có đầu tư vào giống như những cái công ty vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp lớn, những cái trung tâm tiếng Anh giống như bên em. Thì bên em đang đầu tư vào phần giảng dạy Cambridge, và đối với những cái bằng này mình đi nước nào người ta cũng chấp nhận hết, và mình có thể xin vào những cái trường gọi là quốc tế mình học ở bên nước ngoài, mình có thể sử dụng như một cái bằng mà mình để mình đi xin việc được luôn, tùy theo cái vị trí mình xin, tùy theo cái nội dung công việc của mình xin thì nó sẽ áp dụng những cái bằng này. Bên em vừa mới chia sẻ, tại vì anh chị nhìn nó chuẩn thì mình học chuẩn thì mình đi cái gì cũng được hết, chứ không phải là học IELTS, IELTS, học Cambridge, học TOEFL, học TOEIC thì TOEIC, mà ở đây Cambridge thì học Cambridge rồi mình muốn đi IELTS để cho, tại vì IELTS nó chỉ giống như là một cái tờ giấy tờ đấy, mình đi kèm với cái visa để được xét nghiệm mình đi xuất khẩu lao động thôi, hoặc là đi sang nước ngoài thôi. Nhưng mà sau 2 năm là IELTS nó hết hạn, không xin được việc, mà muốn xin được việc bên nước ngoài mà ở những cái vị trí cao, những cái văn phòng cao cấp thì phải có bằng cấp, thì chỉ có bằng Cambridge thì nó mới đi xin được việc thôi, tại vì nó hoàn vĩnh cửu trong cuộc đời, không bao giờ hết hạn. Đó là cái lý do tại sao mà Cambridge rất là hấp dẫn, nó hấp dẫn còn hơn TOEFL. Mà trong khi đó thì trên thị trường của mình là thao thao bất tận lúc nào cũng là TOEIC, nhưng mà TOEIC mất giá trị rồi, thì giống như là một cái bằng nào đó đưa một cái trường đại học của mình là lấy được cái bằng đại học ra, ngoài cái việc đó là chả còn cái giá trị nào nữa. Mà ngoài việc đó thì nếu mà cầm cái bằng TOEIC mà đi xin việc là người ta khinh rẻ, tại vì nó không được cái gì cả, nó chỉ là một cái bằng mà gọi là gọi là giá trị thôi, gọi là kỹ năng điểm quá cao, nhưng mà kỹ năng tiếng Anh không có được. Cũng như ngoài hiện tại nó đang rất khó trên thị trường, nhưng mà 3 năm sau năm 2021 IELTS không thể nào được xem như một cái bằng chuẩn giống như bằng TOEFL hoặc là bằng Cambridge được. TOEFL và Cambridge từ xưa đến giờ vẫn là vua. TOEFL vua, Cambridge là vua một cõi luôn. Mà TOEFL vua mà không được nhiều là tại gì? TOEFL chỉ có 2 năm nữa hết hạn, và Cambridge vào chuẩn thì người ta xây nhà từ rễ lên, giống như Nam đang học từ gốc rễ lên. Thì Nam nghĩ đi, cái tiếng Anh của Nam rất là chuẩn, Nam có hỏi với tôi chờ lấy cái bằng này để làm cái gì? Thì đúng, tại vì Nam chưa có hiểu được cái giá trị của nó. Cái giá trị của nó rất là tốt. Mình có thể xin quốc tế lao động, mình có thể lấy cái bằng này mình nộp vào trường cấp 2, cấp 3 bên nước ngoài, người ta chấp nhận. Tại vì nó là một cái bằng toàn cầu, một cái chuẩn châu Âu toàn cầu, thì Nam đi đâu Nam không bị thiệt thòi. Và tiếng Anh của Nam chuẩn bị giống như là gọi là cái xây nhà từ nền tảng lên, chứ không phải giống như những cái bạn mà sinh viên năm nhất, sinh viên năm tư hoặc lớp 12 hoặc là đi ra làm rồi mới học tiếng Anh, thì người ta chỉ học từ ngọn xuống thôi. Và tiếng Anh của người ta khi mà người ta va chạm một cái môi trường mà gọi là kinh doanh thương mại, trong những cái cuộc họp, trong những cái cuộc mà gọi là đứng trước tiếng Anh mà sử dụng tiếng Anh chuyên nghiệp như thế, thì làm gì mà chuẩn, làm gì mà lưu loát trong cái phần mà nói tiếng Anh mà để mình đối thoại với những cái người mà trong những cái cuộc họp quản trị kinh doanh thương mại hoặc là nhà hàng khách sạn, nhưng mình không có được cái chuẩn tiếng Anh. Thì đây là những cái con đường Nam đi, Nam đang đi từ cát lên. Nếu mà năm sau Nam lấy được cát, Nam mới sẽ lấy được cát rồi đấy, nhưng mà Nam không chịu đầu tư. Và nếu mà năm sau Nam lấy, phải không, Nam có thể lấy, nhưng mà với một điều kiện
tăng cao với teacher. Teacher chỉ cần tạo được cái bài cho Nam thôi là teacher đã mãn nguyện nông thuật. Và teacher gọi là đây, nếu mà Nam thành công, Nam thành công, cái sự thành công của Nam là cái niềm tự hào đối với cái công ty của bên teacher. Thì do đó thì teacher hy vọng Nam hãy đầu tư tiếng Anh nhiều vào, cho teacher thời gian nhiều vào. Và cái phần học online các bạn khác đều học được, mà tại sao Nam không học được, đúng không? Nam chỉ cần là gọi là mình sắp xếp lại thời gian và mình hãy xem như việc học tiếng Anh là một cái sự đam mê thứ hai so với cái việc học đóng bóng rổ, thì lúc đó là con đường phát triển trong tương lai của Nam rộng lắm. Nam không bao giờ thua thiệt bất cứ ai đâu. Và khi mà Nam lấy được B2, tại vì Nam đang có cái tiềm năng trong người, chỉ cần Nam đầu tư thời gian thôi, đầu qua năm sau là Nam đã lấy được bằng B2 là FCE rồi. Mà hơn FCE là bằng C1, được xem như là CAE Cambridge, được xem như là bằng cử nhân ngôn ngữ Anh toàn cầu, chứ không phải là cái dạng mà học sư phạm Việt Nam ra được gọi là cử nhân ngôn ngữ Anh, không phải. Việt Nam không có cử mà so sánh với thằng này. Và bằng cao nhất của Cambridge là bằng C2, là bằng CPA, được gọi là thạc sĩ ngôn ngữ Anh. Và khi mà học Cambridge thì người ta đang rất là, nó rất là, người ta rất là khó khăn, và đây là tham vọng của người ta để lấy được C1 và C2. Tại vì hai bằng này giống như là mình đã được học một cái trường đại học quốc tế mà mình ra được, và muốn học được hai cái bằng này là biết bao nhiêu sách vở mình phải đầu tư. Sách ở đây không phải là song ngữ, mà sách 100% là bằng ngoại văn. Và ở đây nếu mà Nam đi du học, Nam đã có được một chân để đi nước ngoài như thế, tại sao Nam dần người lại một chút xíu, xem xét lại một chút xíu để tạo một cái teacher, cho bên teacher, công ty teacher một cái cơ hội để khai phá được những cái bằng cao cấp này cho Nam. Nam quân ở đây chỉ mới được thi bằng Mooresol, mà nếu Nam dậm chân ở đây hết năm 2020, Nam đã có cửa lấy được bằng B2 rồi. Và khi Nam lấy được cái bằng FCE thì Nam nhìn đi, nó phi ngay được điểm IELTS đến 6.5 trên 9.0 IELTS, nó phi ngay được điểm tuổi 109 điểm TOEFL trên 120 điểm TOEFL là chuẩn của nó. Nó phi ngay được điểm tuổi 875 điểm trên 990 điểm. Học chuẩn thì phi cái gì cũng được. Do đó, teacher hy vọng Nam hãy cho teacher cơ hội và cái thời gian nhiều hơn để đầu tư cho Nam. Và đây là toàn thể những cái gì mà teacher cần chia sẻ với Nam, và cũng là bên em cần chia sẻ với quý gia đình. Và bây giờ bên em xin phép được vào thẳng với cái phần mà tổng kết là cái khóa học vừa qua của quý gia đình. Thì đối với Nam thì hiện tại là mình đã xong khóa học của mình rồi, và từ tháng 1 trở đi, thì bên tháng 1 của năm 2021 trở đi, thì bên em xin phép thu nhận cái chi phí lần 2. Chi phí lần 2, và chi phí lần 2 này bên em xin phép là thu nhận theo khóa 8 tháng hoặc là khóa 10 tháng. Đối với khóa 8 tháng hoặc là khóa 6 tháng hoặc là khóa 10 tháng thì bên em đang có tổng 3 trạng khóa như thế này. Thì ở đây khóa 8 tháng thì bên em vẫn thu nhận chi phí là 900.000 Việt Nam đồng của mình trên 1 tháng. Thì đối với gia đình thì phù hợp với cái khoảng thời gian mà quý gia đình ở Việt Nam thì quý gia đình hãy chọn dùm em. Đối với khóa 10 tháng thì bên em tặng 2 tháng. Đối với khóa 6 tháng thì bên em tặng phụ đạo miễn phí và kéo cao nhiều hơn để cho Nam ra được những cái bằng cấp cao. Và đối với khóa 8 tháng thì bên em tặng bằng, ok, tặng thi bằng miễn phí. Đây được gọi là bằng Cambridge. Còn 10 tháng thì tặng 2 tháng và cũng tặng thi bằng miễn phí. Thì đây là cái con đường duy nhất mà bên em có thể hỗ trợ gia đình để kéo tiếng Anh của Nam. Nam học tiếng Anh, đúng là tiếng Anh chỉ cần kỹ năng nói thôi. Nhưng mà nói đối với kỹ năng nói thì ở thị trường Việt Nam vé số cũng nói được tiếng Anh. Những cái phụ bàn, những cái cô phụ bàn ở bưu viện cũng nói được tiếng Anh. Những cái bác mà chị xe ôm cũng nói được tiếng Anh. Bốc vác ở bưu viện cũng nói được tiếng Anh. Hốt rác ở bùa viện cũng nói được tiếng Anh. Thì đối với cái thị trường tiếng Anh, nói được tiếng Anh là quá dễ dàng rồi. Bây giờ phải hợp thức hóa lại, phải đẩy nó thành một cái gì, thành một cái ngôn ngữ trong bản thân của mình. Thì thích trời hy vọng Nam hãy hợp thức hóa cái tiếng Anh bằng những cái bằng cấp như thế này. Cảm thấy những bằng của Nam ra cùng Nam đã lấy được bằng TOEFL 700 đến 800 điểm trên 900 điểm rồi. Thì bây giờ thích trời cần Nam hãy hợp thức hóa bằng cách mà thi Nam tìm đi. Đây là một trong những, đây là tích trời ở đây là năm 1, 2, 3, 4, 5 là năm 7 đó. Còn cái chục bằng ở bên kia nữa là ở đây là Nam thấy là người ta học đúng là kỹ năng thôi, nhưng mà cái kỹ năng thật của mình không phải học lụi, mình không phải học bài thi vận, mình không phải là học để đối phó. Ở đây là mình học
Thi thật kỹ năng thật sự, nhưng mà mình cần một cái giấy khai sinh cho cái tiếng Anh của mình. Một người thì cũng phải có giấy khai sinh, cũng phải có giấy chứng minh nhân dân. Thì tiếng Anh của mình muốn hợp thức hóa đi ra nước ngoài, người ta chấp nhận mình thì không còn cái gì mà có bằng cấp. Những cái bằng này đâu phải là Việt Nam đứng lên cho thi, Việt Nam đứng lên cho thi, Việt Nam ra bài thi, Việt Nam phát cái những cái bằng này, đây là quốc tế, phòng thi của quốc tế, của lãnh sứ quán Hoa Kỳ, của hội đồng Anh, của sở giáo dục đào tạo. Sở giáo dục đào tạo và đại học Tôn Đức Thắng là hai nơi duy nhất trên thị trường Việt Nam được ủy nhiệm của bên Cambridge đứng lên tổ chức thi. Chỉ đáng đứng lên tổ chức thi, thu nhận chi phí thi, đứng lên tổ chức những cái nơi thi thôi, còn lại là bằng và giấy tờ hoặc là form đề thi hoặc dạng đề thi bên kia nó phân bổ ra hết. Do đó Nam, Nam Nam là một người có tài, teacher không muốn phí phạm nữa. Gia đình phí phạm những cái chi phí gia đình đầu tư nó rất là rẻ, nhưng mà cũng là đồng tiền của mình đầu tư mà. Và cái thứ hai nữa, teacher tri ân khách hàng, teacher cũng không muốn là cái sự tri ân khách hàng của mình nó không đổi lại được bằng 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 những cái mà thực sự như thế này. Do đó chờ hy vọng Nam hãy cố gắng hết sức. Cái thứ nhất là về năm sau của Nam là Nam phải thâu tóm được test Cambridge cho cái trường. Cái thứ hai là test Cambridge. Cái thứ ba của Nam là phải lấy được FCE Cambridge. Tất cả Nam đều có thể lấy, chỉ cần Nam ngồi xuống cẩn thận và chiến đấu cùng cái trường. Nam thích cái gì Nam có thể chia sẻ, Nam không thích cái gì, Nam không thoải mái cái gì Nam phải chia sẻ. Bên tiết trời sẽ ứng hóa và chuyển biến linh hoạt theo Nam, tạo mọi phút, mọi thứ phục vụ để Nam cảm thấy thoải mái nhất và tốt nhất để học, chứ không không thể nào mà dựng trình như thế này. Ngoài bằng này ra, Nam phải thi cho tiết trời hai bằng là TOEFL Junior và TOEFL Primary. Đây là tất cả những gì tiết trời kỳ vọng vào Nam, và tiết trời hy vọng Nam hãy cho bên tiết trời những cái cơ hội này để chúng mình được có được lượng. Và rồi, và đây là đối với gia đình. Bên bên công ty sẽ hy vọng quý gia đình hãy cập nhật xin phép nhận được sự quyết định, nhận được sự quyết định của quý gia đình là trước trước ngày năm bảy tháng một năm 2021 là trước 9 giờ sáng ngày mai. Và cái thứ hai, bên em có cái hẹn thu nhận chi phí là vào ngày nay 6 tháng 1 năm 2021, và cái khóa học của mình, khóa học mới của Nam sẽ bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2021, tùy theo dạng khóa mà gia đình chọn để phù hợp với lại cái con đường đi đi nước ngoài của mình, giấy tờ của mình. Thì đây là toàn bộ những gì bên em cần chia sẻ. Thì bên em cái vốn tiếng Việt của bên em đang nói chuyện thì nó có một cái hạn chế, và cái cách mà sử dụng ngôn từ thì bên em rất là ngại và nó rất là nhạy cảm, nên nếu mà bên em có như thế nào mà trong cái vực với cái việc sử dụng ngôn từ trong tiếng Việt thì hy vọng quý gia đình hãy thông cảm, tại vì hiện tại là bên em sử dụng quá nhiều tiếng Anh để trao đổi với giáo viên và trong cái công việc của mình, thì hy vọng gia đình hãy xem xét lại và thông cảm dùm em về cái phần mà bên em truyền đạt như thế này trong tiếng Việt là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bên quý gia đình hãy xem xét lại cái phần học của nào, và nếu mà quý gia đình đầu tư vào 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 cái khóa học thứ hai này, bên em hy vọng Nam là sẽ khai phá được những cái bằng Cambridge chuẩn của quốc tế cho ông như thế này, là nó rất là tốt và nó có giá trị vĩnh cửu, và toàn thế giới đi đâu người ta cũng chấp nhận cả, mà mình không có bị thiệt thòi gì cả. Do đó thì đây là toàn bộ những cái tâm huyết, những cái sự kỳ vọng của em và của toàn thể công ty đối với Nam. Thì bên em hy vọng là gia đình có thể cho bên em cơ hội để cộng tác với quý gia đình trong cái khóa thứ hai này, và bên em chúc gia đình một buổi tối an lành. Hôm nay là thứ hai, ngày 4 tháng 1 năm 2021, vào lúc 5 giờ buổi tối, thì bên em hy vọng sẽ nhận được cái sự quyết định của gia đình trong tối nay cho đến sáng mai. Bên em cảm ơn quý gia đình rất là nhiều, và bên em xin phép dừng cái video tại đây. Teacher cảm ơn Nam rất là nhiều. Nam hãy cố gắng hơn nữa, hãy cho tiếng Anh thành một cái sự đam mê thứ hai. Đừng 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 học bình thường nữa, hãy học hóa nó đi, hãy cho tiếng Anh của mình thành ra thành những cái sản phẩm, những cái văn bằng được quốc tế chấp nhận. Tiết trời kỳ vọng vào Nam, tiết trời cảm ơn Nam rất là nhiều, hy vọng nhận được cái sự cộng tác thứ hai và sự quyết tiến thứ hai của Nam. Tiết trời xin phép tạm dừng video tại đây. Thank you so much to all your family, and thanks for the chance, and I will try my best to cooperate with you guys.
Thanks so much and goodbye and have a nice night.